Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục lên cho các một cái clip để giới thiệu những cái mặt hàng đang có sẵn tại cửa hàng Xuân Đỉnh. Và buổi tối ngày hôm nay thì đang có trận bóng đá của Việt Nam nên là Xuân Đỉnh sẽ quay sớm một chút để phục vụ cho các bác. Đây vẫn là đam mê cũng như nên là nghề của Xuân Đỉnh nên Xuân Đỉnh vẫn phải đăng tải để phục vụ cho các bác đam mê về audio. Thì trong video này Xuân Đỉnh sẽ giới thiệu cho bác là một cặp loa cây cột của Đức, hai bát của nó là hai bát 14 một tép ở chính giữa, tiếng rất là hay, phù hợp cho các bác nghe ở phòng ngủ hoặc là phòng khách nhỏ gọn. Độ chi tiết loa có lỗ thông người phía đằng trước. Ngoài ra thì sẽ có ba cái thớt dàn chung, hai thớt MD tình trạng bị cắt dây nguồn bán thanh lý cho các bác. Một đầu tuner FM108, một chiếc âm ly đờ lông, một chiếc âm ly đài Onkyo và một chiếc lọc xì của hãng dòng này là lọc xì của Hàn Quốc. Đây, đây là những sản phẩm mà Xuân Đỉnh giới thiệu cho các bác trong video ngày hôm nay. Và Xuân Đỉnh sẽ đi báo giá nhanh cũng như quay chi tiết cho các bác để đỡ mất thời gian nhiều của các bác vì chuẩn bị sắp đến trận bóng đá rồi. Và hôm nay thì trận này cũng rất là quyết liệt đây. Đầu tiên sẽ quay về cặp loa cây cột ở trước. Thì dòng này là dòng loa cây cột, cái tên của nó là CAT, tức là nó viết tắt từ CAT thì Xuân Đỉnh gọi là CAT cho nó dễ này. Đấy, đây là cái logo của nó, lỗ tổng 10 phía đằng trước. Loa này có chiều cao 85, chiều ngang 22, chiều sâu của nó là 25. Loa thiết kế là hai bát 14 một tép ở chính giữa và nó là không có e căng đâu nhá, vì dòng này nó trang bị lưới sắt hết rồi cho nên là nhìn nó rất là hay và dị dạng. Đây là loa cây. Dòng này thì nó có cái thông số ở phía đằng sau. Model của nó là CAT. Nó viết tắt của cái từ Vega này. Những cái tên của nó thì nó là MBC. Đấy. Dòng này thì nó có trở kháng tự động từ 4 đến 8 ohm là của Đức. Độ nhạy là 86 decibel. Đấy. Chiều cao 85, chiều ngang 22, sâu 22. Đấy, công suất của nó maximum ghi đến 300W nhưng thực chất ra thì những dòng loa cây cột này thì nó không cao như vậy đâu. Dòng này thì các bác chỉ cần ghép những chiếc âm ly công suất vài chục watt thôi, đánh tốt những cái cặp loa này rồi. Và cái logo CAT thì nó hình như giống như kiểu một cái con sư tử hay là cặp con gì đây. Đấy. Dòng này thì nó cũng không có nhiều trên thị trường. Cặp này thì Xuân Đỉnh nhập được rẻ. Đây là hàng hàng này là hàng mà về theo công của loa Nhật chứ giá rẻ. Và đây duy nhất chỉ có một cặp loa cây thôi. Cặp này Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 2,8 triệu. Loa đã test và hoạt động tốt, tiếng tép của nó rất là bén và tép này nó gieo dạng gọi là tép titan, nó giống đặc như những tép của JB. Hình thức cái phần mặt loa thì còn rất là đẹp, không bị chảy xước gì nhiều. Góc cạnh thùng cũng vậy. Loa này thì nó thiết kế dạng gỗ MDF siêu nhẹ cho nên là loa nó rất là nhẹ. Nhưng mà tiếng thì lại rất là hay, dễ phối ghép. Góc cạnh chỉ bụi bẩn một chút xíu thôi. Mức giá là 2,8 triệu cho cặp loa CAT MCS. Để Xuân Đỉnh đọc tên cho các bác cho nó dễ. Đây là loa MBC 300 logo của nó đây. Thì các bác cứ gọi là loa cây của Đức đi cho nó dễ. Mức giá là 2,8 triệu, giá rất là rẻ. Mà trở kháng bình thường những dòng loa Đức kia thì nó sẽ là 4 ohm, nhưng riêng dòng này thì nó là tự động từ 4 đến 8 ohm, tức là auto cho nên nó rất dễ phối ghép. Giá thì mềm mại. Các bác có thể lấy cả bộ trong video ngày hôm nay cũng được, tại vì mức giá để lấy cả bộ thì đắt nhất thì cũng khoảng tầm 6 triệu, cho chưa đến 6 triệu luôn. Tiếp theo thớt bên trên này là thớt tuner. Đây là thớt dò đài nhá. Cái này thì các bác ghép được tất cả vào những cái thớt âm ly để các bác nghe đài. FM của nó là full tần số 108 này. 108 nha, bắt được tất cả các đài luôn. Mặt phay nhôm. Dòng này là dòng của một cái đời cao của một cái bộ dàn chung cao cấp. Mặt phay nhôm màu vàng chanh. Size của nó là size 27, điện 100V. Kết nối ở phía đằng sau bằng jack AV thông thường. Đây, bằng hai jack AV thông thường để các bác cắm vào âm ly. Còn đây là cái đường để các bác cài tín hiệu về anten. Hàng nội địa của Nhật, Japan luôn. Onkyo. Thớt tuner này có mức giá là 500.000 đồng. Thớt tuner không nha,
có mức giá là 500.000 đồng. Và đây nó chỉ là thớt dò đài thôi. Và các bác muốn nghe được thì phải cắm vào âm ly, chứ không phải cái này là âm ly đâu. Hình thức thì đẹp xuất sắc, size 27, có mức giá là 500. Còn ở phía dưới này thì Xuân Đỉnh sẽ thanh lý cho các bác hai cái thớt MD để các bác về tự nghiên cứu cũng như mày mò. Thớt bên trên là thớt đá lông F07, mặt pha nhôm màu vàng chanh. Thớt dưới là thớt Onkyo A7, đều là thớt MD luôn. Tình trạng về thấy bị cắt dây nguồn rồi, cũng chưa kịp test gì cả, nhưng mà đây là hàng nó chèn theo những cái lô âm ly, cho nên là Xuân Đỉnh bán thanh lý cho các bác để các bác về tự nghiên cứu. 400.000 đồng cho hai thớt MD đá lông và Onkyo. Bác nào đang chơi dàn cũng như đang thích sưu tầm về những cái dòng MD thì dòng này nó có sử dụng được giải mã trên đây, nó có đường giải mã này. Đấy. Không biết là giải mã không mồi hay có mồi đây thì các bác về tự nghiên cứu nhá. MD thì nó sẽ làm được giải mã cả hai thớt này. Đấy, về bị cắt dây nguồn, tình trạng nó coi như là bán sắp vụn cho các bác luôn. Mức giá là 400.000 đồng cả hai thớt. Các bác mua cả bộ cũng được, không có ba thớt này thì có 900.000 là được ba thớt để các bác thao hồ chơi. Tiếp theo thì sẽ quay cho về chiếc âm ly đá lông 390-35 mã màu vàng chanh. Dòng này thì nó cũng rất là nổi tiếng, chuyên đánh dòng loa Boxel. Hiện tại thì ở bên kho cửa hàng Xuân Đỉnh cũng đang sử dụng một chiếc 390-35 mã này để test nhạc. Thì cảm thấy dòng này nó lại rất là phổ thông, mà giá tiền thì nó lại gọi là rẻ. 390-35 mã thì cấu hình nó cũng giống như 45 mã, đều có chỉnh bass check, cầu loa AB, công suất của nó là 135W thì phải. Có lòng lớn volume. Bên này là các đường vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Cái đường rec này thì không quan trọng. Đấy. Khi các bác sử dụng direct này ấn vào thì bass check sẽ không có tác dụng. Và chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh đang bán cho các bác dịp cuối năm chỉ có 3 triệu đồng. Màu vàng chanh nhé. Mặt tiền thì đẹp đen kem. Đấy, mức giá chỉ có 3 triệu đồng. Dòng này các bác ghép về những dòng loa Nhật bass 20-25 đánh rất là hay. Hoặc các bác ghép cùng với cặp cây cột này cũng được. Đây là cặp cây của Đức đây. Thì ghép cả bộ này thì chưa đến 6 triệu cả bộ. Các bác nghe rất là hay trong phòng 20-25m2, 30m2 đánh cũng thoải mái rồi. Hình thức đẹp len keng. Đấy, mức giá 3 triệu đồng. Còn ở phía bên dưới là một cái âm ly đài của hãng Onkyo. Dòng này là dòng âm ly đài cổ chạy xò than xuất âm tụ, hàng nối địa nên FM của nó 90. Thì Xuân Đỉnh đang test nhạc trên điện thoại cũng như đang cắm được nó này. Chạy 4 sợi than, vỏ gỗ, đài đó vẫn hoạt động tốt. Đây. FM cũng vẫn hoạt động. Tiếp theo, cuộc sống của gia đình nhà Văn Vũ. Dòng này thì Xuân Đỉnh lấy kéo qua được cả 90 và bắt được cả FM91 luôn. Size của nó là size 45. Vỏ gỗ còn rất là đẹp, hà nội địa, điện 100V, xuất âm tụ. Dòng này thì các bác ghép về những dòng loa cổ, loa tầm dài hoặc những dòng loa bass từ 20 trở lại thì ghép với chiếc âm ly này rất là tuyệt vời. Đây là âm ly đài Onkyo I1. Đây là âm ly đài nhé, Onkyo I1. Vừa nghe được đài, vừa nghe được thiết bị bên ngoài cắm vào, có chỉnh bass check, có download, máy còn nguyên zin, đã kiểm tra hoạt động tốt. Mức giá của chiếc âm ly này là 2.500.000 đồng, giá cực kỳ là rẻ cho một chiếc âm ly đài size 45, vỏ gỗ đẹp xuất sắc. Khá là lâu rồi Xuân Đỉnh mới về được một chiếc âm ly đài như này. Ngày trước thì có khá là nhiều về dòng này, nhưng đây là những dòng âm ly đài cổ nó cũng khá là hiếm. Hàng nội địa đẹp xuất sắc và zin tuyệt đối, đã test hoạt động tốt tất cả các tính năng. Đấy, mức giá chỉ có 2.500.000, các bác về ghép vào một cái cặp loa nhỏ của dàn mini dàn chung, các bác để đầu giường này các bác ngủ một mạch tới sáng luôn. À, phía dưới cùng nó là một chiếc lọc xì Hàn Quốc, model của nó là 1700. Dòng này thì điện 220, các cái tính năng sử dụng nó rất là đơn giản. Đây là các đường chỉnh chế độ tắt bật, nói chung là khá là hay. Nếu bác nào mà thích ngon bổ rẻ thì chơi những chiếc lọc xì Hàn Quốc này rất là tuyệt vời. Nó đẳng cấp hơn hàng Trung Quốc với hàng Việt Nam rất là nhiều. Vỉ mạch của dòng này rất là to. Size của nó là size 44, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Máy thì có chảy sữa nhẹ, tí ti.
Nói chung là soi kỹ thì sẽ thấy, còn nếu như quay qua thì không thấy. Toàn bộ tiếng hạt, điện 220V, không sợ cắm nhầm điện. Các bác về ghép được tất cả những âm ly cục đẩy đều qua lọc này thì tiếng rất là tốt. Xuân Đình đã test kiểm tra tiếng rất là hay, vỉ mạch của cái nọc xì này nó rất là gấu. Mức giá rẻ cho các bác 1,5 triệu, 1,500,000 đồng cho chiếc nọc xì Cohen. Đây gọi là Cohen thì nó dễ này. Đấy, Cohen của Hàn Quốc nhé, toàn bộ chữ tiếng Hàn. Đây là phía đằng sau, Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác ở đằng trước đằng sau thì các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Âm ly đờ lông, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, 135W này. Dòng này nó có cả cái đường Prius ấy, cho các bác nằm dề có thiết bị khác rất là hay nhé. Âm ly đài cổ đây, đây là dây anten, các bác cắm đường tín hiệu bên ngoài qua cái vành chấm đỏ này. Đấy. Đây là cái tên của loa này, âm ly Onkyo E1, điện 100V, công suất của nó chỉ 40W, made in Japan. Đây là âm ly đài cổ, chạy số than xuất âm tụ. Còn dưới là chiếc lọc xì nguyên bụi bẩn zin, hoạt động tốt, điện 220, zin tuyệt đối. Đấy, mức giá 1,5 triệu. Và như vậy thì Xuân Đình vừa quay chi tiết cho các bác về tất cả những sản phẩm đồ bình dân trong video buổi tối ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Xuân Đình theo số điện thoại 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xuân Đình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.